Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có. Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: vợ của diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng về chồng mình bị đánh. Hai vợ chồng của Thánh livestream muốn khép lại những ồn ào xoay quanh những sự việc phát cơm từ thiện bị đánh. Những ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh Lê Dương Bảo Lâm bị một người đàn ông bịt kín mặt tiến lại đánh và cảnh báo khi đang phát cơm từ thiện tại bệnh viện Ung Bướu đã gây tranh cãi cho mạng xã hội. Một nhân chứng trước cổng bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh cho biết khi thấy cảnh đánh nhau, mọi người đều chạy đến để ngăn ra nhưng họ đã xua đuổi và nói rằng bọn tôi đang quay phim. Điều này khiến dư luận cho rằng Lê Dương Bảo Lâm cùng ekip của mình cố tình dàn dựng cảnh bị đánh để bi rồ cho tên tuổi của mình nữa. Trước những tranh cãi không hay ho xoay quanh vụ việc này, ngày 10 tháng 6, đại diện truyền thông của Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng phủ nhận. Tối cùng ngày, đích thân nam diễn viên đã đăng bài trên trang cá nhân phan rằng, anh kể: hôm xảy ra rip tôi bị đánh, tôi bị đi tập tạ ở gần nên chạy qua phát phụ vợ mà thôi. Ngày hôm đó có con và má vợ của tôi đi cùng. Đó. Nhiều người nói tại sao tôi hiền vậy, không phản ứng lại, nhưng nếu như những người đó làm gì tôi hay đâm vợ hay là mẹ vợ tôi thì tôi biết phải làm sao. Khi gặp chuyện này tôi lên mạng xem thông tin thì thấy nhiều người bị trường hợp như vậy rồi. Lê Dương Bảo Lâm đã phẫn nộ khi làm việc tử tế mà vẫn bị tai tiếng, thậm chí còn bị đánh nữa. Anh sốc khi thấy những người dân có mặt ở đó khẳng định mình diễn để quay clip. Lê Dương Bảo Lâm một lần nữa khẳng định về việc anh bị đánh và hoảng loạn thời điểm đó là sự thật, không dàn dựng như cư dân mạng đã nói. Ở dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ đã để lại bình luận động viên tinh thần cho diễn viên Lê Dương Bảo Lâm sau khi biết anh bị tấn công khi làm từ thiện. Mới đây, bà xã Quỳnh Anh của Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ bài viết trên trang của chồng về dòng chữ như sau: việc mình làm chỉ cần trời cao thấu hiểu, trên đầu ba tấc có thần linh, đã ghét giải thích, cả vạn lần cũng chẳng ai ưa. Được biết, những phần cơm trong buổi từ thiện do chính Quỳnh Anh chuẩn bị và đi phát hàng tuần. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Ở qua đây cho chúng ta thấy là bây giờ mà muốn làm việc thiện, việc tốt, muốn giúp ích cho đời thì cũng phải khó nữa. Nhiều người, nếu bây giờ mình sống tốt mà người ta sống không tốt thì người sống không tốt lại ghét người sống tốt. Các bạn có thấy đúng như vậy không? Đó. Rồi, nếu các bạn thấy hay hãy chia sẻ video này rộng rãi để cho mọi người cùng xem. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.